nằm ở 3 giờ phía bên trái. Nếu mà siêu âm lên thấy nó lớn thì nó, bác sẽ lấy ra luôn, còn nó nhỏ quá thì bác không lấy được. Bắt buộc tại ngực mình nó xệ nhiều thì phải xệ nhiều, không còn cách gì nữa, chắc chắn 100% là phải xệ. Thì đó, thì bây giờ mình bởi vì mình phải cân nhắc là giữa nên làm hay không nên làm sẹo của mình. Sẹo có mờ không ấy? Nếu mà nó lành thương tốt thì cái sẹo nó đẹp, nó sẽ sau này nó mờ thêm màu da. Còn nếu mà nó bị chảy dịch này nọ thì nó, cái vết sẹo nó sẽ giãn ra. Thì sau đó một năm sau mình sẽ cắt lại một lần nữa thì nó chắc chắn nó đẹp hơn. Cắt cái đường chỉ đó, cắt cái đường sẹo đó lại thì nó sẽ đẹp hơn. Tại lúc ban đầu mình vừa treo vừa cắt tiếng nhiều quá thì nó khả năng nó viêm nhiễm, nó chảy dịch thì cái sẹo nó sẽ giãn ra. Còn sau này chỉ giải quyết ngoài da thôi thì nó lành hơn lại. Đúng rồi. Thì đó, bây giờ mình nghĩa là tất cả những ca treo, vấn đề sẹo đều có phương hướng giải quyết hết, nhưng nó cần phải thời gian. Mình tại vì những ngực sẹo mà muốn đẹp có thể làm thì 1, thì 2, thậm chí thì 3. Thì nó giải quyết mỗi lần nó mà giải quyết một phần thì nó sẽ đẹp. Chứ những ngực sẹo thì không thể nào nó đẹp liền như những ngực nhỏ đặt lên được. Nó cần quá trình, nó cần thời gian. Trong quá trình ấy là mình chảy mũ, chảy đồ nó không? Thì nó có những khả năng đó chứ.